Tuyệt đối cấm cúng ông công ông táo vào giờ này, kẻo thần linh của phạt, tiền vàng đội nón ra đi. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là ngày lễ cúng ông công ông táo để gia chủ tỏ lòng biết ơn thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp núc. Vào ngày này, táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, việc cúng lễ trong ngày cúng ông công ông táo không chỉ đơn giản là bày biện mâm cơm và cúng, mà nó còn đòi hỏi nhiều tục lệ đi kèm mà gia chủ nên tuân theo để đón phước lộc được trọn vẹn và đồng thời tránh phạm phải những đại kỵ trong phong thủy dẫn đến thần linh của trách đen đủi triền miên, vận xui đeo bám mãi không thôi. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông công ông táo sẽ cưỡi cá chép lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, cả việc tốt lẫn việc xấu và những gì chưa làm được. Từ đó thiên đình sẽ đưa ra thưởng phạt rõ ràng cho từng gia đình. Trong video sau đây, Sống Để Hạnh Phúc sẽ điểm qua 5 điều đại kỵ khi cúng ông công ông táo. Quý vị cùng theo dõi để thủ tục cúng được trọn vẹn và suôn sẻ nhất quý vị nhé. Điều thứ nhất, không cúng tiền âm phủ. Đây có lẽ là một sai lầm rất nhiều gia đình đang mắc phải. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cho rằng, khi cúng ông công ông táo, gia chủ tuyệt đối không đốt tiền âm phủ, vì ông công ông táo là thần tiên, không phải là vong hồn người âm. Ngoài ra, trong dịp này, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng mua vàng mã về đốt. Họ tin rằng dâng mâm cao cỗ đầy sẽ được táo quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Tuy nhiên điều này không chỉ gây tốn kém tiền của, không có lợi ích mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Đốt tiền âm phủ cho ông công ông táo chẳng khác nào đang phạm tội với thần linh. Bảo sao cứ cầu nguyện mãi, cố gắng mãi mà nghèo vẫn hoàn nghèo, có khi còn bị vận đen đeo bám mãi không thôi. Do đó quý vị nên lưu ý là mình không đốt tiền âm phủ cho ngày ông công ông táo lên chầu trời quý vị nhé. Điều thứ hai, không nên cúng ông công ông táo quá sớm hoặc quá muộn. Ngày ông công ông táo là một ngày lễ quan trọng, dường như đã in đậm vào trong tâm trí của những người con Việt Nam. Ai cũng thuộc lòng đó là ngày 23 tháng Chạp, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, có một số gia đình vì bận rộn với công việc, không thu xếp được thời gian nên thường làm lễ cúng từ rất sớm, có khi sớm đến cả nửa tháng. Hoặc cũng có những gia đình phải đợi giải quyết xong xuôi công việc thì mới làm lễ cúng rất muộn, thậm chí là cả nửa đêm rồi mới làm lễ. Thế nhưng, ít ai biết rằng cúng ông công ông táo như thế này chính là đang phạm phải cấm kỵ. Gia chủ đắc tội với thần linh, với tổ tiên, ông bà, dễ khiến thần tài nổi giận. Theo phong thủy, việc cúng ông công ông táo quá muộn đều là không nên, bởi mỗi năm chỉ có một ngày. Ngọc Hoàng nghe các táo báo cáo, sau đó táo quân cần phải lên thiên đình đúng giờ để kịp vào chầu. Nếu táo quân nào lên thiên đình sớm thì phải chờ đến ngày thiết chiều, và vị nào lên muộn thì không tham gia được. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngọc Đô, lễ cúng ông công ông táo có thể thực hiện vào nhiều thời điểm khác nhau, có thể cúng trước hay sau 12 giờ ngày 23 tháng Chạp, hoặc trước khoảng 1-2 ngày, tùy thuộc vào điều kiện mỗi gia đình. Đây là khoảng thời gian hợp lý nhất. Quý vị hãy ghi nhớ ngay mốc thời gian này nhé. Điều thứ ba, bắt buộc phải dùng cá chép sống hoặc cá chép giấy, không dùng cá chép chiên rán hoặc đã nấu chín. Khi chuẩn bị mâm lễ cúng ông công ông táo, tùy vào điều kiện hoặc hoàn cảnh của gia đình, quý vị có thể chuẩn bị cỗ cúng chay hoặc là cỗ cúng mặn. Tuy nhiên, có một điều mà quý vị hết sức lưu ý, đó là mình phải có một con cá chép sống hoặc là cá chép giấy, chứ không được dùng cá chép chiên rán hoặc đã qua chế biến. Lý giải về điều này, các chuyên gia phong thủy cho biết, cá chép vốn được xem là phương tiện đưa các táo lên chầu trời. Sau khi cúng xong, gia chủ sẽ mang cá ra hồ, sông hoặc biển để thả, mong ước cá chép hóa rồng đưa ông táo lên báo cáo với Ngọc Hoàng những chuyện trong năm của gia đình nơi hạ giới. Bên cạnh đó, theo quan niệm của Đạo Phật, việc thả cá chép xuống sông cũng tương tự như nghi thức phóng sinh. Sau đó, tục lệ này còn thể hiện sự nhân ái từ bi của người Việt, đồng thời cũng là thể hiện cho tinh thần vượt khó để hướng đến những điều tích cực và tốt đẹp hơn.
Việc thả cá chép giúp gia tăng phúc đức cho mỗi gia đình, khiến gia đình làm ăn thuận lợi, mọi sự hành thông, mọi điều đều được như ý. Khi thả cá có một lưu ý là quý vị tuyệt đối không đứng ở thành cầu hay các điểm trên cao ném cá xuống sông, hồ khiến cá không thể sống được. Người thả cá cũng không phóng sinh cá ở những nơi môi trường bị ô nhiễm thì cá sẽ ít có cơ hội để sống. Tuyệt đối tránh hành vi thả cá ồ ạt theo phong trào, không chú ý xem cá có cơ hội sống sót hay không. Quý vị cũng cần tránh việc đi thả cá mà đổ, ném, quăng cá hoặc ném luôn cả túi ni lông chứa cá xuống ao hồ. Như vậy sẽ làm cho môi trường bị ô nhiễm. Thả cá chép đúng cách là thả từ từ, nhẹ nhàng xuống sông, hồ để cá còn có cơ hội được sống. Nhiều người cẩn thận còn thắp hương cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước với lòng thành kính thiêng liêng nhất. Điều thứ tư, đặt mâm lễ cúng sai vị trí. Một số người quan niệm rằng ông Công là thần thổ công, cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà. Ông Táo là vị thần trông coi việc bếp núc, vì vậy lễ cúng cần được tiến hành ở dưới bếp. Tuy nhiên trên thực tế cho đến nay, không có một tài liệu nào quy định rõ ràng về việc vị trí đặt mâm lễ cúng ông Công ông Táo ở đâu. Nhưng theo quan điểm của người Việt Nam, cúng bái luôn là một trong những việc yêu cầu sự trang nghiêm. Chính vì thế, lễ cúng ông Công ông Táo cũng nên được thực hiện ở nơi trang trọng. Bếp vốn là nơi đun nấu, dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. Việc bố trí vị trí cúng một cách hợp lý, hợp phong thủy sẽ giúp kích thích tài vận và đón thêm nhiều tài lộc cho gia đình. Đây chính là lý do mà gia chủ nên cân nhắc chọn vị trí cúng phù hợp. Đối với một số gia đình không có bàn thờ ông Táo thì cúng ở đâu vẫn có thể thực hiện lễ cúng ông Công, ông Táo ở bàn thờ thần linh hoặc gia tiên, chứ không nên đặt trong nhà bếp. Mặc dù còn khá nhiều quan niệm khác nhau xung quanh việc cúng ông Công, ông Táo ở đâu, thế nhưng dù thực hiện lễ cúng này ở trong bếp hay ở bàn thờ riêng hay bàn thờ thần linh thì gia chủ cũng cần thể hiện sự thành tâm của mình. Có như vậy thì mới được thần linh chứng giám, đổi vận giàu sang, càng về cuối năm càng giàu có, thuận lợi. Điều thứ 5, những món ăn kiêng kỵ khi dâng cúng. Nhiều người thắc mắc không biết nên chuẩn bị gì cho mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để vừa thể hiện được lòng biết ơn cũng như sự thành tâm của mình. Về cỗ cúng ông Công ông Táo thì tùy thuộc vào điều kiện, gia chủ có thể lễ chay hay mặn đều được. Thông thường theo quan sát thì vì đây được xem là ngày lễ quan trọng nên nhiều gia đình thường làm mâm cơm thịnh soạn với nhiều món khác nhau. Tuy nhiên có một điều mà quý vị cần đặc biệt chú ý, đó là các món ăn làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, dê, chó, mực được cho là không nên có trong mâm cơm cúng ông Công, ông Táo. Lý do là bởi những món ăn được xem như biểu tượng cho sự đen đủi. Khi dâng cúng những món ăn này sẽ gây ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của nơi thờ cúng, làm mất đi không khí trang trọng ở lễ cúng, khiến thần linh tức giận, quay gót bỏ đi. Cuộc sống gia chủ vướng phải vận hạn, cuộc sống đảo lộn, không việc gì được như ý. Điều thứ 6, không nên khấn xin tài lộc sung túc cả năm. Có rất nhiều gia đình vào ngày cúng ông Công ông Táo thường khấn xin tài lộc sung túc và thậm chí là cả tình duyên nữa. Thế nhưng đây là một việc làm phạm phải đại kỵ mà không phải ai cũng biết. Lễ cúng 23 tháng Chạp thực chất chỉ mang ý nghĩa là cúng ông Công ông Táo về trời để báo cáo việc lớn nhỏ trong năm của gia đình với thiên đình. Do đó, việc cầu xin tài lộc sung túc là không nên. Điều này khiến cho cuộc sống của gia chủ chẳng những không khá lên được mà còn khiến tài vận đi xuống, thần tài quay gót, tiền bạc từ từ đội nón ra đi. Sau đó, các gia chủ chỉ nên khấn xin Táo báo những việc tốt đẹp trong năm để ông Công ông Táo mang theo báo cáo với Ngọc Hoàng mà thôi. Ngoài ra, cần lưu ý người thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo phải giữ thân thanh sạch, khi hành lễ ăn mặc chỉn chu gọn gàng, kín đáo, không mặc quần đùi, áo ba lỗ, váy ngắn. Trong lúc khấn cúng, quý vị cũng phải giữ cho mình một tâm thái hoan hỷ, vui vẻ để tạo ra năng lượng tích cực trong thờ cúng và tâm linh. Trên đây là những sai lầm khi cúng ông Công ông Táo mà rất nhiều gia đình đang mắc phải, khiến thần linh của trách, gia đình lục đục, thần tài quay gót bỏ đi. Việc làm lễ cúng ông Công ông Táo thể hiện sự trang nghiêm, lịch sự để thể hiện tấm lòng tôn kính bề trên, để mọi lòng thành của mình đều được chứng giám quý vị nhé. Vì là một ngày lễ quan trọng, cho nên nếu như vẫn còn những khúc mắc ở đâu
chưa rõ ở điểm gì thì quý vị có thể tham khảo những người đi trước giàu kinh nghiệm hoặc những chuyên gia phong thủy có kinh nghiệm để được giải đáp một cách chính xác nhất. Quý vị thân mến, theo truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt thường làm mâm cỗ cúng và cá chép vàng như một phương thức để tiễn ông Công, ông Táo về trời, mong cầu một năm mới ấm no, hạnh phúc. Lễ cúng ông Công ông Táo về trời tuy không cần phải tổ chức quá linh đình hay cầu kỳ, nhưng cần phải trang trọng, chú đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ. Vậy lễ cúng ông Công ông Táo cần những gì? Bài khấn và thời gian cúng ông Công ông Táo như thế nào để tấm lòng gia chủ được ghi nhận, mọi sự hành thông, càng về cuối năm càng may mắn, hành thông? Mọi giải đáp sẽ được chúng tôi chia sẻ ở phần sau của video, mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, về lễ vật cúng ông Công ông Táo. Từ xưa đến nay, ông bà ta vẫn thường quan niệm rằng mâm lễ vật cúng ông Công ông Táo đủ đầy sẽ có cuộc sống cả năm sung túc. Vì thế, ai cũng đều cố gắng chuẩn bị mâm lễ vật cúng ông Táo thật trang trọng, chu đáo. Lễ cúng ông Táo có sự khác biệt ở ba miền, nhưng tựu chung đều có những thứ cơ bản sau đây. Mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Nhiều người chỉ cúng một cỗ mũ ông Công có hai cánh chuồn để tượng trưng. Cá chép tượng trưng cho phương tiện di chuyển của ông Công ông Táo. Bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc cá chép thật đều được. Thường ở miền Bắc, người ta còn cúng một con cá chép sống thả trong chậu nước, ngụ ý cá chép hóa rồng. Nhưng tại Nam Bộ thường dùng cá chép giấy nhiều hơn. Màu sắc của mũ, áo và hìa cúng ông Táo cũng thay đổi theo từng năm, phụ thuộc vào ngũ hành như sau. Năm hành kim sẽ cúng mũ, áo và hìa màu vàng. Năm hành mộc sẽ cúng mũ, áo và hìa màu trắng. Năm hành thủy sẽ cúng mũ, áo và hìa màu xanh. Năm hành hỏa sẽ cúng mũ, áo và hìa màu đỏ. Năm hành thổ sẽ cúng mũ, áo và hìa màu đen. Nhiều gia đình có trẻ con, người ta cúng Táo Quân một con gà luộc. Gà luộc này phải thuộc loại gà cồ mới tập gáy, tức gà mới lớn, để ngụ ý nhờ Táo Quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực, thông minh và sinh khí hiên ngang như con gà cồ vậy. Thứ hai, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Theo truyền thống của người Việt, vào ngày cúng ông Công ông Táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc trong gia đình gia chủ với Ngọc Hoàng. Ngày nay, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo được đơn giản khá nhiều, không bắt buộc phải đầy đủ tất cả các món như mâm cỗ truyền thống, chủ yếu phụ thuộc vào văn hóa vùng miền, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, khẩu vị của mỗi gia đình. Ngoài ra, nơi đặt mâm cỗ cúng ông Táo cũng rất quan trọng, cần được đặt trang trọng ở vị trí bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ ông Táo riêng để bày tỏ lòng thành kính. Vì thế nên gia đình nào cũng dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, làm một mâm cơm để tiễn ông Công ông Táo về trời. Tín ngưỡng này giàu ý nghĩa nhân văn, hướng con người tích cực làm việc tốt, sống lương thiện. Tuy nhiên ngày nay, tục lệ này đang bị hiểu sai cả trong hình thức thể hiện lẫn trong tâm thức của một số người dân. Nếu theo truyền thống thì lễ cúng ông Công ông Táo chỉ cần mâm cơm chè ngọt, trầu cau, hoa quả, thì ngày nay nhiều gia đình bày biện lễ lạt quá tốn kém. Nhiều người bỏ tiền triệu mua nhiều vàng mã để đốt với niềm tin rằng nếu họ dâng mâm cao cỗ đầy thì sẽ được Táo Quân xí xóa những việc làm xấu, ban cho nhiều phước lộc. Nhưng thực tế cúng ông Công ông Táo quan trọng nhất vẫn nằm ở tấm lòng. Dù cho mâm cao cỗ đầy đến mấy mà thiếu sự thành kính, biết ơn thì tổ tiên ông bà vẫn không chứng giám cho, lại còn rước thêm đen đủi vận hạn vào mình lúc nào không hay. Thứ ba, văn khấn cúng ông Công ông Táo. Hiện có một số bài khấn sớ tấu khi cúng ông Công ông Táo, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải dập khuôn máy móc như vậy đâu, quý vị ạ. Nhiều quan điểm cho rằng gia chủ nên tự khấn vì đây là dịp để gia đình nhìn lại một năm đã qua, kiểm điểm những việc làm cũng như bày tỏ tâm sự, ước nguyện với ông Táo để ông trình với Ngọc Hoàng. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, khi cúng Táo Quân phải thành tâm điểm lại những sai lầm, việc xấu đã phạm phải trong năm, đã xảy ra trong gia đình, kiểm điểm, sám hối, hứa quyết tâm sửa đổi lỗi lầm và cầu xin Táo Quân tấu báo những điều tốt đẹp, mong Ngọc Hoàng ban phúc cho gia đình. Trước đây, một số gia đình khi cúng Táo Quân gọi hết con cháu đến nghe lời khấn để cùng kiểm điểm với cha mẹ, cùng sám hối và biết phấn đấu tu dưỡng trong năm mới. Quý vị thân mến,
Tết Ông Công Ông Táo đang đến gần, Tết Nguyên Đán cũng sắp đến. Hy vọng với những lời khuyên cũng như những lưu ý khi làm lễ cúng Ông Công Ông Táo mà chương trình đã chia sẻ trên đây thì quý vị sẽ có những điều chỉnh cho bản thân, sửa chữa những hành động, việc làm chưa đúng chưa đẹp. Từ đó mọi người ai cũng được đón một cái Tết vui vẻ và ý nghĩa, nghênh đón thần tài, rước lộc vào nhà mình quý vị nhé. Dù thế nào thì chúng ta vẫn nên nhớ rằng việc tu thân tích đức, hành thiện luôn phải nỗ lực để phát triển và trí tuệ hơn nữa thì chúng ta mới có được nhiều tài lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sống Để Hạnh Phúc. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sống Để Hạnh Phúc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.